Chào các bạn fan và toàn thể khán thính giả nghe kênh Cà phê Sài Gòn. Lại là người giấu mặt trong chương trình Cà phê Tâm sự hàng tuần đây ạ. Hôm nay là số thứ 7, năm 2024. Phải nói là trong tuần này, mình làm việc hơi quá sức khi thực hiện liên tục 3 tập truyện ngắn Anh già của em. Tuy vậy, người giấu mặt rất vui khi thấy khán thính giả phản ứng rất tích cực khi nghe về chuyện tình cảm vợ chồng đau khổ của ông già U70 này bằng cách tham gia bình luận hết sức rôm rã, sôi nổi. Ngó sờ sờ, 3 tập truyện đã có tổng cộng 500 bình luận. Điều đó làm cho người giấu mặt cảm động và hơi bất ngờ vì độ hot của câu chuyện đời thường này. Nhưng đâu chỉ có thế, cũng có hai bạn gửi đến người giấu mặt vài phản ứng về những bình luận của khán thính giả cũng như nội dung sau khi nghe truyện, coi như một cách reaction của các bạn nhỉ. Trước khi trả lời thư của hai bạn này, người giấu mặt sẽ tiết lộ thêm về hoàn cảnh sáng tác tập 3 của truyện ngắn Anh già của em mà tôi chắc rằng các bạn sẽ rất muốn biết. Thưa các bạn, nếu nói về thể loại truyện ngắn thì có rất nhiều trường phái và cách viết, nhưng chúng có chung một đặc điểm là ngắn gọn, xúc tích hơn tiểu thuyết rất nhiều và luôn hàm ý gì đó mà tác giả sử dụng nội dung cốt truyện để chuyển tải đến người đọc. Xưa nay, truyện ngắn thường chỉ tập trung vào một tình huống, một chủ đề nhất định. Trong khi đó, tiểu thuyết có thể chứa đựng nhiều vấn đề, bao hàm được một diện rộng lớn của đời sống. Do đó, truyện ngắn thường hết sức hạn chế về nhân vật, thời gian và không gian. Và dĩ nhiên, truyện ngắn cũng không trải dài, không có nhiều nhân vật và chi tiết như là tiểu thuyết. Và đôi khi truyện ngắn chỉ là một khoảnh khắc mang ý nghĩa nào đó của cuộc sống. Nhưng với ảnh hưởng của sự phát triển công nghệ và tính chất đặc thù của văn đọc phát hành online, sao cho phù hợp với tính cách bận rộn, gấp gáp của con người thời hiện đại, ngày nay truyện ngắn còn có thể mang một hình thái khác, giống như là một cuốn truyện dài rút gọn. Hay nói khác đi, nó nêu lên một vài thời điểm quan trọng của nhân vật để tóm lược toàn bộ đặc điểm của cuộc đời họ. Có một điều mà độc giả, người nghe hay xem kênh ít quan tâm, đó là việc tác giả đã đẻ ra những đứa con tinh thần của mình như thế nào, ý tưởng ở đâu và viết kiểu gì để một hoặc hai hay ba ngày cho ra một truyện ngắn để kịp thời gửi đến độc giả mà không phải rơi vào tình cảnh nhanh, nhiều thì đồng nghĩa với xàm và dở. Sẽ có người nói: "Ôi chào, truyện nghe trên mạng chỉ để giải trí thôi mà, quan trọng gì khi nó rẻ tiền hay là sâu sắc, miễn nghe xong cảm thấy relax và còn muốn nghe thêm những truyện kế tiếp thì đã là ổn lắm rồi." Thật ra cho đến giờ này, người giấu mặt cũng chỉ mong có thế. Dù không giấu giếm rằng mình cũng có chút tham vọng muốn viết như một người sáng tác, chứ không chỉ phải là một thợ viết. Muốn bài viết của mình thực sự là một tác phẩm sinh ra từ nguồn cảm hứng đích thực, chứ không phải là một công việc hì hục khuân tảng đá để kiếm view. Và nếu được thì tôi cũng muốn qua nội dung của mình sẽ có tác dụng chuyển tải vài quan điểm về nhân sinh và đóng góp chút gì đó cho việc bảo tồn chữ quốc ngữ. Mà thôi, trong bài viết này mình cũng chẳng muốn mổ xẻ thêm về vấn đề hơi quá đào to búa lớn đó. Với lại, nó cũng không phải là tính cách của người giấu mặt.
hôm nay sở dĩ hơi dông dài là vì trong việc sáng tác nội dung thì ngoài ý chủ quan của tác giả, tức là người giấu mặt, thì đôi khi mình cũng muốn tham khảo thêm ý kiến về xu hướng đạo đức và ước muốn của độc giả để có thể hoàn tất diễn biến kết cục câu chuyện. Dĩ nhiên rồi, bài học nào cũng chỉ có giá trị khi người tiếp nhận hưởng ứng và đồng tình, phải không các bạn? Khi viết tập 2, theo thói quen, tôi vẫn để logic diễn tiến của câu chuyện dẫn dắt. Xin thề với các bạn, cách viết của tôi luôn là như thế. Dù biết rằng khi xây dựng một cốt truyện, dĩ nhiên tôi muốn nêu lên một thứ gì đó có thể được xem như một bài học cuộc sống và cái kết có hậu để thỏa mãn ý muốn của đa số người đọc. Nhưng cuộc đời mà, có những logic diễn biến rất phi logic, không ai hiểu nổi. Mà hiểu thế nào được khi chúng ta luôn là người ngoài cuộc và không bao giờ muốn chấp nhận nhân vật chính diện phải chịu thua thiệt. Vì sao thế? Bạn sẽ cho rằng một người tốt, một kẻ tận tụy và lương thiện thì không thể bị vùi dập. Một người bản lĩnh thì sẽ không bao giờ chết. Nhân vật chính phải đại diện cho lẽ phải, phải biết vùng lên, chiến đấu, lật ngược tình thế, và phải là người thắng cuộc và sẽ được tất cả. Thế nhưng cuộc đời thì không thế, nó vốn nghiệt ngã mà. Bạn hãy dành thời gian coi báo cho nhiều vào để thấy cuộc sống rất lắm điều vô lý, và người vô tội thì lăn ra chết đầy ra đó vì những lý do hết sức lãng xẹt và vô nghĩa. Khi con người tuyệt vọng thì họ dễ dàng buông xuôi tất cả, và chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Trong khi đó thì kẻ ác vẫn sống nhăn răng và nhớn nhơ trên nỗi đau khổ của nạn nhân, và hình như sống mấy chục năm cuộc đời rồi, chính mắt tôi nhìn thấy thiếu gì cái ác độc vẫn ung dung sống khỏe mà không bị trời trả báo bao giờ. Cuộc đời vốn bất công và đầy dẫy sự khốn nạn như vậy đó. Phận sự của một người viết như tôi là phải làm cho bạn tin yêu thêm cuộc sống, nên tôi không có quyền để cho người hiền gặp nạn. Dĩ nhiên là tôi muốn vậy, nhưng có khi bạn không biết đâu, tôi cũng bị rơi xuống như thường. Tôi cũng hoang mang, thất vọng và khủng hoảng như mọi người trong những khoảnh khắc bất như ý nào đó. Cũng có lúc tôi mất sức chiến đấu và đành chịu thua như ai. Và hôm đó là một ngày như thế. Đến phần cuối tập 2, tôi hì hục rất lâu mà không sao kết thúc được. Đến đoạn ông Năm nhảy xuống cầu tự vẫn, nhưng lòng tôi chẳng muốn chút nào, mà cũng không có cách nào cản lại, vì mạch truyện là như thế. Vậy là bỏ lửng ở đó mà không có vài dòng kết thúc như hầu hết các truyện khác. Tối hôm ấy, tôi ngồi lì gần 2 giờ để suy nghĩ, loay hoay tìm ra một giải pháp khả thi khác cho ông già Năm. Nhưng lúc ấy tôi bí rị vì thực sự đã quá mệt mỏi. Tôi bị nhức đầu vì làm việc kéo dài, và với cả số phận đen đủi của ông Năm, làm sao mà cam tâm với một kết cuộc thúi hẻo kiểu đó. Nếu các bạn nhớ lại, buổi sáng phát hành tập 2, tôi bị trễ hẹn mất 2 giờ đồng hồ, tới 10 giờ 30 sáng mới public, đúng không nè? Chỉ vì tôi ngồi lì hàng giờ bên bàn phím mà không biết giải quyết thỏa đáng kết cục của câu chuyện như thế nào. Tinh ý hơn chút nữa, bạn sẽ thấy đoạn cuối tập 2, tôi để cho Năm Đông nhảy xuống sông mà không mô tả gì thêm. Coi đó như một cái kết gây sốc đúng kiểu
của các truyện ngắn kinh dị, nhưng cũng là một cái kết mở không đúng với phong cách của Người Giấu Mặt. Thật ra, ý của tôi là để ngóng chờ ý kiến phản hồi của bà con trong 24 giờ. Sau đó mới quyết định cho ổng chết luôn, hay là ra tay cứu ổng sống sót, thoát khỏi miệng Hà Bá đó mà. Theo bạn Thanh Lưu ở Úc, tôi đoán thế, thì đã tỏ ra không đồng tình với ý kiến của phần đông khán thính giả khi xem tập 2 của truyện Anh Già Của Em, vì đã cho rằng việc tự tử của ông Năm Đông là không thỏa đáng. Theo bạn, thì việc lựa chọn sự sống chết của bản thân, nhất là đối với nam giới cao tuổi, là bắt nguồn từ tình yêu cũng như sự tự nguyện hy sinh khi phải sống trong bệnh tật và tuổi già, cũng là cách giải thoát cho người đàn bà của mình. Tôi biết điều bạn nói chỉ là một ví dụ, nhưng thật ra theo ý tôi, có rất nhiều người tìm đến cái chết chỉ vì quá tuyệt vọng. Lúc ấy họ cho rằng mình đã mất hết, và trái tim tổn thương vượt quá sức chịu đựng. Có thể nếu lúc ấy có người nào kịp thời ngăn chặn, thì khi bình tĩnh lại, họ sẽ không còn lặp lại hành động tự tử đó nữa. Nhưng thường thì ít nạn nhân nào kịp nghĩ chín chắn trước khi hành động, mà người ngoài cuộc cho là dại dột. Nhưng điều bạn Thanh Lưu nêu lên cũng là một suy nghĩ đúng đắn mà chúng ta cần phải tham khảo. Còn bạn Lê Thị Ái Liên thì viết như thế này. Các bạn nghe nha. Dĩ nhiên không biết Người Giấu Mặt là ai, điều đó làm tăng thêm phần hấp dẫn của kênh. Tuy nhiên, sau khi đọc Anh Già Của Em, tôi bỗng nghĩ có lẽ Người Giấu Mặt là một trong hai người đàn ông trong truyện, ông chồng hoặc là người tình. Tuy nhiên, tôi nghiêng về ông chồng hơn, vì tôi đoán Người Giấu Mặt là một người có tấm lòng vị tha. Cứ theo như lời bạn, thì với mỗi nội dung viết ra, tôi lại trở thành những nhân vật khác nhau trong hàng trăm truyện đăng trên kênh. Vậy ý của các bạn khác thì sao? Tôi là Tư Lùng hay ông Năm Đông? Bạn giàu trí tưởng tượng quá bạn Ái Liên à. Dù sao thì cũng cảm ơn rằng bạn đã cho tôi là Năm Đông, chứ không phải nhân vật Tư Lùng. Hai thư tiếp theo đều của bạn Kim Chi Dương. Thứ đầu tiên, bạn nói trên kênh có rất nhiều người phải lòng Người Giấu Mặt. Nghe bạn thông báo điều đó, thú thiệt là Người Giấu Mặt bỗng thấy hãnh diện, nên cũng có hỉnh hỉnh cái mũi chút đỉnh. Làm sao đây? Nếu mọi người đổ xô vào yêu quý một mình tôi, thì tôi phải vui chứ, ngu gì từ chối, phải không nè? Sống ở trên đời, có ai mà không muốn được nhiều người yêu quý mình, vì đó là một diễm phúc, phải không bạn Kim Chi? Bạn có gợi ý các nội dung về quê hương. Những sáng tác trên kênh cũng đều dựa vào các chủ đề quê hương, đất nước và con người Việt Nam là chính. Bạn cũng thấy mà phải không? Người Giấu Mặt đang cố gắng tìm kiếm thêm đề tài và ý tưởng để sáng tác ngày càng trở nên đa dạng và phong phú hơn. Trong thư thứ hai, thì bạn Kim Chi hỏi về việc đã support bằng cách sử dụng Super Tense và kênh có nhận được không? Xin thưa, khi bạn donate cho kênh qua hình thức sử dụng Super Tense, thì chắc chắn là Người Giấu Mặt đã nhận được. Theo quy định và chính sách của YouTube, thì kênh chỉ nhận được tối đa là 70% sau khi YouTube trừ phí vận hành và quản lý. Rất cảm ơn bạn Kim Chi Dương đã luôn yêu quý và hết lòng ủng hộ kênh Cà Phê Sài Gòn Vlog. Người kế tiếp mà mình xin tiếp chuyện là bạn Binh Vinh.
có gửi cho người giấu mặt đến mấy lá thư. Bạn không nói mình ở đâu và chỉ ghi là một thính giả sống ngoài Việt Nam hơn 40 năm. Trong lá thư đầu tiên, bạn có hỏi về cảm nghĩ của người giấu mặt sau khi đọc hết các bình luận của khán thính giả trong truyện ngắn Cầm Thú là như thế nào. Thưa bạn, người giấu mặt viết truyện ngắn này dựa trên vài sự kiện có thật đã diễn ra trong thực tế bằng tất cả sự căm ghét, nhằm lên án hành động tàn nhẫn, độc ác của những con người mang danh là cha mẹ nhưng lại có những hành vi còn thua loài cầm thú. Sau khi đọc hết toàn bộ bình luận của các bạn nghe kênh, người giấu mặt nghĩ mình đã thành công phần nào trong việc truyền đạt sự giận dữ đó đến độc giả của mình. Và đáng tiếc là tại Việt Nam, trong thế kỷ này, vẫn còn xuất hiện đây đó sự ngược đãi trẻ em mà bất kỳ người có lương tâm nào cũng đều phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Trong thư thứ hai, thì người giấu mặt xin trả lời từng mục như sau. Việc bạn xem đi xem lại nhiều lần một bài đăng đã góp phần tăng lượt view cho kênh. Nói khác đi, mỗi lần bạn bấm nghe lại thì kênh sẽ được tính một lượt xem. Điều đó không tùy thuộc vào việc bạn có bao nhiêu account. Kế đến, việc đăng ký kênh và đăng ký thành viên là hai việc khác nhau. Dĩ nhiên, chỉ khi bạn đã đăng ký kênh thì mới có thể tham gia đăng ký thành viên. Vấn đề này mình có đăng trong một bài trên kênh, bạn có thể xem lại nhé. Trong một thư khác, bạn có hỏi về vấn đề quảng cáo. Người giấu mặt cũng xin trả lời chung cho vài bạn vẫn còn thắc mắc về việc này. Người giấu mặt được YouTube xem là một creator, tức là một nhà sáng tạo. Nhưng YouTube không trả lương cho người giấu mặt về những bài đăng trên kênh, mà chính những nhà quảng cáo mới là người trả tiền cho kênh. Nói khác đi, nếu khán thính giả bỏ qua, không xem quảng cáo, thì tùy vào thời lượng phát quảng cáo mà người giấu mặt sẽ được trả tiền nhiều hay ít, hoặc không có đồng nào. Có những khán giả đã comment như thế này: Cà phê Sài Gòn cho phép phát quảng cáo, làm mất hứng nghe hết trơn. Và họ còn khuyên mình, nếu không có quảng cáo thì với một cái kênh hay như vậy, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người nghe. Khi đó, dĩ nhiên lượt view sẽ tăng vù vù. Các bạn ấy nói hoàn toàn đúng. Nhưng nếu không có quảng cáo thì kênh sẽ không có tiền. Mà không có tiền thì dù có bao nhiêu view cũng là vô nghĩa, vì đó là view rỗng, đồng nghĩa với việc kênh sẽ chết. Mà kênh chết không phải vì chẳng ai xem, mà là vì người giấu mặt khi ấy phải bỏ công việc làm này để ra ngoài kiếm cơm, chứ ai nuôi mình bây giờ. Thật ra nhiều người Việt có thói quen không muốn trả tiền mà vẫn đòi hưởng thụ, coi thường công sức của người khác. Nên với những comment thiếu muối thì người giấu mặt clear thẳng cánh, không tiếc nuối. Người giấu mặt chỉ cần những fan và khán thính giả hiểu chuyện và yêu quý mình, hiểu công việc mình đang làm. Cho nên dù ít lượt xem, nhưng đó mới chính là những subscriber đúng nghĩa. Người giấu mặt rất biết ơn tất cả các bạn đã vì sự phát triển của kênh mà không quản ngại việc xem quảng cáo để mang lại doanh thu cho Cà phê Sài Gòn Vlog. Một lần nữa, người giấu mặt hết sức cảm ơn và trân trọng việc làm của các bạn. Cuối cùng, trong thư thứ ba, bạn Binh Vinh có trách cứ và nhắc nhở người giấu mặt không được thức đêm. Bạn làm mình cảm động quá đi mất. Đây cũng là lời cằn nhằn của những người thân yêu của mình. Người giấu mặt đang tìm cách cải thiện vấn đề này. Rất cảm ơn bạn Binh Vinh
đã quan tâm cảnh báo. Trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, người giấu mặt xin nhắc lại với các bạn nghe kênh một vài lưu ý khá quan trọng khi sử dụng chức năng Super Thanks, tức là tính năng siêu cảm ơn. Vài bạn gặp khó khăn khi đăng ký tham gia thành viên. Và cuối cùng là cách sử dụng tính năng viết bình luận, nghĩa là comment. Mình xin nói về tính năng Super Thanks trước. Đây là một chức năng mà người xem kênh bày tỏ cảm ơn nhà sáng tạo bằng cách nhấn nút Thanks phía dưới video để donate một khoản tiền mà YouTube gợi ý với nhiều mức giá khác nhau. Đây là một tính năng do YouTube đề xướng nhằm giúp đỡ creator có thêm thu nhập. Có vài bạn ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút Thanks nhưng không thấy người giấu mặt phản hồi là đã có nhận được hay chưa. Sau khi tìm hiểu thì người giấu mặt biết có lý do như sau. Mỗi lần bạn donate một khoản tiền thì số tiền đó sẽ xuất hiện trong phần bình luận giống như một comment. Thường thì người giấu mặt sẽ nhìn thấy và viết lời cảm ơn trong phần reply như một phản hồi để các bạn biết rằng mình đã trông thấy. Thật ra thì tất cả mọi khoản tiền của bạn sẽ được YouTube cộng dồn vào doanh thu của tháng đó. Sau khi trừ hết mọi khoản thuế phí thì Google mới chuyển hết cho mình vào ngày 21 của tháng sau. Nhưng bây giờ thì người giấu mặt mới biết được chuyện có bạn gửi tiền, nhưng nó hoàn toàn không hiển thị trong phần bình luận theo thông lệ. Và người giấu mặt dĩ nhiên là không nhìn thấy, nên không biết là có việc các bạn đã gửi tiền cho mình. Chuyện này không thường xảy ra, và tới bây giờ mình mới biết là có vấn đề đó. Người giấu mặt đã complain vấn đề này với YouTube thì họ có phản hồi và xin lỗi rằng đó là do lỗi hiển thị làm phần message đó không xuất hiện. Nhưng về thực tế thì tiền của các bạn vẫn chạy vào tài khoản của Cà Phê Sài Gòn. Mong các bạn thông cảm cho người giấu mặt trong những trường hợp bất khả kháng như thế. Cảm ơn các bạn. Về việc đăng ký thành viên đồng hành cùng người giấu mặt, có nhiều bạn không sao tìm thấy nút tham gia. Theo mình hiểu là nó nằm ở dưới mỗi bài đăng, cạnh nút cảm ơn hay nút đăng ký kênh, hoặc trong nút ba chấm ở phía bên cạnh. Ngoài ra nó còn xuất hiện ở trang chủ của kênh. Thật ra tùy điện thoại của bạn là iPhone sử dụng iOS hay Android thì giao diện của YouTube cũng có khác. Nhưng nếu các bạn có sử dụng máy tính thì hình như mọi hiển thị và thao tác về việc đăng ký sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, trong việc viết bình luận, mình lưu ý với các bạn hay có thói quen viết bình luận trong phần reply của một bình luận của một người khác. Điều đó làm cho người giấu mặt không thể nhìn thấy bình luận của bạn. Hoặc nếu thấy thì cũng khó lòng tương tác nếu bạn bình luận trong phần reply một bình luận của bài đăng cũ. Hãy viết comment mới cho riêng mình các bạn nhé. Người giấu mặt hứa là sẽ đọc hết tất cả bình luận của các bạn. Vì thật ra người sáng tạo nào cũng muốn biết độc giả của mình nghĩ gì, phản ứng như thế nào khi nghe xong bài đọc của mình. Điều đó giúp cho người giấu mặt có thêm động lực tự hoàn thiện kỹ năng và bản thân để tiến bộ hơn trong công việc viết lách. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã nghe bài đọc này. Chúc các bạn một tuần mới nhiều năng lượng trong công việc cũng như nhiều niềm vui trong cuộc sống.